chỉ cần hơn 3 triệu là các bạn đã có thể sở hữu một smartphone với hình rất là tốt để chơi game. Đó là chiếc Sony XZ3. Và chiếc máy này đang sở hữu CPU là Snapdragon 845, RAM là 4GB, bộ trong là 64GB. Và đây là sản phẩm đến từ thị trường Nhật Bản, khả năng chống nước của nó vô cùng tốt luôn. Và hình ảnh kiểu dáng rất là đẹp. Các bạn cùng xem clip này để mình sẽ giới thiệu sản phẩm này nhá. Sony Xperia XZ3. Vâng, thì hiện tại bên mình là đang rất là sẵn hàng và bên mình hiện tại chỉ còn những cái màu này thôi. Thì phiên bản Sony Xperia XZ3 này là nó gồm có 4 màu. Đó là màu tím này, màu tím đỏ này, màu tím rượu vang, đỏ rượu vang ấy. Đó, màu trắng, màu đen và cái màu xanh ngọc lục bảo nữa. Màu xanh ngọc lục bảo rất đẹp. Mình về thì hiện tại khách hàng bên mình đã đặt mua hết rồi. Hiện tại bên mình chỉ còn màu tím này rất là nhiều này, màu đen và cái màu trắng này, màu trắng này cũng còn rất là ít. Thế nên là bạn nào đang đặt hàng online bên mình ấy thì các bạn thông cảm là còn mình chỉ còn những màu này thôi, không còn màu xanh ngọc lục bảo nữa nha, bởi vì mình nhận được đơn hàng online màu xanh ngọc lục bảo rất là nhiều rồi, nhưng mà hiện tại đang hết hàng. Đó, thì ngày hôm nay mình làm clip này thì mình vừa nói đến rồi, mình sẽ giới thiệu sơ qua về chiếc máy mà xứng đáng trong tầm giá 3 triệu để các bạn mua, bởi vì khi ra mắt cái sản phẩm này nó là đối thủ cạnh tranh của Samsung Galaxy S9 nên cấu hình của nó rất là cao. Đấy, mình vừa nói qua rồi, bây giờ mình sẽ nói lại. Đó là CPU là Snapdragon 845, RAM 4GB, bộ trong 64GB và màn hình 2K và làm hình super làm hình AMOLED luôn. Làm hình AMOLED các bạn nhá. Đó, màn hình 2K AMOLED rất là đẹp. Đây mình sẽ lật lên cho các bạn xem luôn thử này. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. Màn hình của nó rất là đẹp nhá. Đó, rất tiếc là cái thời điểm đấy thì cái tràn viền của những chiếc máy Sony này nó vẫn không đạt được cái mức độ mà hoàn hảo như của Samsung. Đó, các bạn có nhìn thấy là cái viền ở bên trên ở bên dưới là khá là dày này. Đó, những cái viền bên cạnh của nó cũng là màn hình cong tương tự như Galaxy S9 luôn. Đây là đối thủ cạnh tranh của Galaxy S9 mà hiện tại bây giờ Galaxy S9 mình đang bán mức giá là 4.9 triệu. Và những chiếc máy này chỉ hơn 3 triệu, các bạn có thấy xứng đáng để mua không? Chơi game của nó nói chung là tuyệt vời luôn. Đó, pin viết các thứ của nó cũng khá là ổn, bởi vì là cái dung lượng pin của nó 3300 mAh các bạn nhá. Đó thì cái thời lượng pin của nó dùng khá là ổn, bởi vì mình đã test qua rồi, mình chơi game liên tục cũng khoảng được 4-5 tiếng. Mà thời gian sạc pin của những chiếc Sony này cũng có sạc nhanh, thành ra sạc rất là đầy, nhanh đầy luôn. Bên mình mua máy thì bên mình không có phụ kiện của Samsung mà mình sẽ tặng cho các bạn là bộ phụ kiện sạc nhanh của Samsung nhá. Có tai nghe đầy đủ luôn. Đó thì cái sản phẩm này các bạn có nhìn thấy thiết kế nó rất là đẹp này, rất là hiện đại. Thì nó đã bị lược bỏ cái chân cắm tai nghe 3.5 rồi, thành ra là nếu mà các bạn mua thì cái tai nghe của nó sẽ rất là khó mua. Đó, thì các bạn nhìn thấy nhá. Đây màn hình của nó là màn hình AMOLED và nó có cong giống tương tự những chiếc Samsung luôn, và nó sẽ cong hai mặt thế này. Nhìn qua chiếc máy thì rất là đẹp này. Đó. Mình chỉ tiếc cái là camera của nó là cái cụm camera này nó chỉ có một cái thôi. Chứ nếu mà 2-3 cái những chiếc máy thời điểm bây giờ thì gọi là tuyệt vời đúng không? Đấy, cảm ứng vân tay rất là đằng sau như này. Đó, thiết kế của nó thì rất là đẹp nhá. Mà sản phẩm này là sản phẩm của xuất ra và bán tại thị trường Nhật Bản. Tính về tính năng chống nước của nó phải nói là thật sự rất là tuyệt vời luôn. Mình phải nói thật là như vậy, bởi vì rất là tin tưởng cái tính năng chống nước của những chiếc máy đến từ thị trường Nhật Bản. Bởi ngày xưa mình có kinh doanh Sony ấy, thì những chiếc máy của Nhật Bản ấy thì khả năng chống nước nó sẽ bền lâu dài hơn là so với những sản phẩm bán quốc tế. Cái đấy là mình nói thật đấy, bởi vì là bên Nhật người ta có cái phong cách là có gọi là văn hóa giải trí ở nhà tắm nhỉ. Đó, các bạn có thể xem một số phim GAV ấy, là nhà tắm là thường xuyên được lên chủ đề đúng không? Đó thì khi mà phải thường xuyên ở trong nhà tắm thời gian lâu dài thì người Nhật người ta sẽ đem những chiếc điện thoại người ta vào trong nhà tắm người ta sử dụng. Chính vì vậy là những chiếc điện thoại ở Nhật Bản khả năng chống nước rất là tốt. Thì ngay từ đầu video này mình sẽ thử khả năng chống nước trực tiếp với các bạn xem với những chiếc máy 3 triệu nhá. Đây nhá, các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình đang có một cái hộp đựng nước. Đó, mình sẽ thả một chiếc máy vào đây. Đó, và mình sẽ chạy luôn AnTuTu Max. Trong lúc chạy AnTuTu Max thì mình sẽ nói sơ qua về tính năng những các thứ của cái máy này. Đây nha, các bạn nhìn thấy nha. Đó, thì mình sẽ sơ qua về AnTuTu Max và cấu hình của nó cụ thể trên này cho các bạn nhìn nhá. Đây. Đây là cái phần mềm AnTuTu Max đánh giá điểm của những chiếc smartphone. Hiện tại bây giờ nó đang bị cấm rồi. Nó không có trên Google Play, nhưng các bạn có thể đào ở trên Google gọi là những cái trang của chợ đen ấy thì vẫn có. Đó thì ở đây là mình có thấy tên, các bạn có thấy tên này, Sony Xperia XZ3 này. Đó, thông tin thiết bị sơ qua này. Thì đây là phiên bản của thị trường Nhật Bản của nhà mạng AU KDID thì phải. Đó, thì nó sẽ là mã là 801SO. Và đây các bạn nhìn nhá, Snapdragon 845 này, Adreno 630 này. Độ phân giảm màn hình là 4K, 2K mình xin lỗi là 2K này. Camera sau là 19 megapixel. Đó. RAM thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là RAM 4 này. 1866Hz này. Megahertz này. Và là 4GB, bộ trong là 64GB. Đó, bạn nhìn nhá. Và đặc biệt là sản phẩm này là chúng ta có thể lắp được thêm thẻ nhớ ngoài.
chứ không bị hạn chế tại ra ngoài, và nó chỉ dùng được một sim nhá, các bạn lưu ý là chỉ dùng được một sim thôi, bởi vì Nhật Bản và các nước khác thì người ta không dùng hai sim giống như Việt Nam hay là Trung Quốc, nó chỉ dùng được một sim thôi. Đó nha, bây giờ mình sẽ chạy thử AnTuTu Max và mình sẽ nhúng xuống nước luôn cho các bạn xem trong thời gian chạy. Đấy nhá, mình đã bắt đầu chạy rồi, bây giờ mình sẽ nhúng xuống nước nhá. Đó các bạn nhìn nhá, nước ạ. Đây, mình sẽ để dưới nước cho nó chạy và mình sẽ chỉ các bạn cách kiểm tra nếu mà khi các bạn muốn mua những chiếc máy này là chuẩn như nào. Thì tất cả những chiếc máy này có khả năng chống nước thì nó sẽ có áp suất, và rất là may không như iPhone là Samsung và những chiếc Sony này đều có khả năng test được áp suất là nó còn tốt hay là không. Đó. Thì đơn giản thôi, khi các bạn nhận được chiếc máy này thì các bạn kiểm tra áp suất bằng cách như này nhá. Các bạn sẽ ấn cho mình cái tổ phím là test Sony ấy. Sao thăng 7378423 thăng sao. Mình nhớ lại sao thăng 7378423 thăng sao. Đó. Thì nó sẽ vào cái màn hình gọi là service menu rồi nhá. Thì ở trên này là có cái phần service info này. Đó thì chúng ta có thể kiểm tra được firmware này, kiểm tra được wifi này, kiểm tra được thông tin về phần mềm, thông tin về modem. Đó, ví dụ ở đây. Đây là thông tin đấy. Đó, kiểm tra được sim có bị lock hay không này. Nếu có được mở hay không thì tất cả những chiếc máy này bên mình đã mở mạng hoàn toàn như quốc tế rồi. Còn bây giờ mình sẽ kiểm tra áp suất để cho các bạn biết là tính năng áp suất, kết áp suất của nó như nào nhá. Các bạn vào cho phần mình cái phần là service test này. Thì ở trong này các bạn có thể test được cả ứng, test được phím này, test được màn hình có bị điểm chết hay không này. Đó các bạn test được cả cái đèn led của nó, là test được loa này. Còn mình không quan tâm đến những cái này nhiều, bởi vì cái này các bạn mua thì các bạn test trực tiếp, mình sẽ không hướng dẫn đâu nhá. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách test xem còn nguyên áp suất hay không. Đó ở chỗ này này. Các bạn phải kéo xuống dưới cái phần mà phần red sensor này. Ấn vào đây nhá. Thì các bạn nhìn thấy nhá. Đây là giống tương tự như Samsung này, nó có sẽ có 4 số và một số phẩy ở đây. Thì khi mà các bạn ấn xuống nhá, ấn lại xuống màn hình này. Đó thì các bạn nhìn nó nhảy lên rồi. Đây mình sẽ quay lại cho các bạn nhìn nhá. Một đây là 10003 nhá. Đó mình ấn, các bạn nhìn thấy nhảy loạn hay không? Nó nhảy càng nhiều thì áp suất của nó càng tốt. Đó, các bạn không tin là áp suất còn đúng không? Thì các bạn tháo khai sim này, thì khi tháo khai sim nó sẽ mất áp suất đúng không? Do dòng chống nước ở đây. Thì khi tháo khai sim là các bạn ấn thế nào nó không lên được. Đó các bạn nhìn đâu. Nó không thể lên được này. Đó, nó không thể lên được nhá, như khi lắc khai sim vào nhá. Đó, các bạn nhìn đâu. Đấy là còn nguyên áp suất nhá. Thì nó làm được như vậy. Thì khi mua những chiếc máy này nếu test nó còn nguyên áp suất thì các bạn cứ yên tâm là một điều là gì? Một điều là máy còn nguyên bản nó chưa bị tháo. Máy nó còn nguyên bản nó chưa bị tháo ra nhá. Đó. Đây là cách test về máy này như thế thôi. Mình giới thiệu máy một phần và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách test mua một phần. Đó. Thế đây là chiếc máy màu đen này. Các bạn có thể nhìn thấy tiếp ấy là cái sản phẩm của Sony ấy, khi mà người ta hoàn thiện thì rất là buồn cười một điều ấy là bao giờ là cái phần kết nối giữa các lắp lưng và cái viền thì không bao giờ người ta làm khít. Cái này là có lý do người ta nhá, các bạn có thể nhìn thấy hở này. Cái này có lý do người ta, nhiều bạn khách hàng bên mình xem và cảm thấy như kiểu là nó không xịn đấy. Nhưng mà Sony có lý do của họ, tất cả những cái dòng Sony ngày xưa mình bán, cái Sony Xperia XZ, Sony Xperia Z, mình nhầm xin lỗi là Sony Xperia Z. Cách đây tầm 7-8 năm gì đấy, mình không nhớ lắm, nhưng lâu lâu về trước, cái đời mà nó bắt đầu ra cái vuông vuông mà đẹp đẹp ấy. Thì sản phẩm đấy tự nhiên vỡ màn hình rất là nhiều luôn, tự nhiên bị vỡ kính rất là nhiều luôn. Bởi vì là Sony có giải thích ấy là trong quá trình sử dụng của điện thoại nó bị nóng ấy. Thì khi mà nó được dán khít quá ấy, thì có sự giãn nở trong trường hợp bị nóng hay là do thời tiết ấy, thì nó sẽ xảy ra trường hợp bị chèn vào kính và bị vỡ. Chính vì vậy những sản phẩm về sau của Sony nó sẽ được làm hơi có vết hở như thế này. Đó. Nhưng các bạn đi xem máy hay đi mua máy thì các bạn yên tâm là cái vết hở này là chuẩn hay không vấn đề đâu. Nhưng mà cái không chuẩn ở chỗ nào, có nghĩa là các bạn sẽ lướt cho mình hết từ góc này đến góc này này, xem có vết nào hở to hơn cái vết khác không, nó không đều, thì là những cái máy đấy thực sự là bị bung rồi. Đó. Nhưng mà rất may Sony có cách kiểm tra áp suất thì chúng ta cũng biết đấy. Những cái người thợ mà tay nghề rất là cao thì người ta sẽ không bao giờ người ta dán được áp suất mà gọi là như của hãng. Mình phải nói thật là như vậy, gần như không bao giờ dán được. Đó. Thế khi các bạn đi mua máy thì các bạn cứ lựa là các bạn xem áp suất mà nó nhảy nhiều như vậy ấy, thì là các bạn chọn nhé, là ngon nhất là nhất. Đó, mình nói thật với các bạn là như vậy. Đó, cái test máy của Sony này mình thực sự là mình không cần phải nói nhiều đâu, vì nó quá đơn giản rồi. Đó, về áp suất này, xong là về hình thức bên ngoài xem có đẹp hay không này, có hở hoác hay không này. Đó. Và những chiếc máy này ấy, trong vòng 3,5 thì chúng ta cũng gọi là quá hoàn hảo để nhận được những chiếc máy mà nguyên bản. Bởi vì sao? Sony hiện tại bây giờ nó không sản xuất nhiều nữa. Chính vì vậy cái người bán hàng người ta thấy Sony nó không có khả năng để đem lại lợi nhuận cao, người ta sẽ không dựng nhiều. Thế khi chọn những chiếc máy Sony là rất an toàn. Thế là mình giới thiệu cho các bạn biết là trong tầm 3 triệu để lựa chọn những chiếc máy nào ngon và an toàn, thì các bạn có thể lựa chọn những chiếc Sony Xperia XZ3 này. Và bên mình hiện tại đang rất là sẵn hàng để các bạn đặt hàng nhé. Về cấu hình của nó thì các bạn yên tâm, tính nữa chúng ta sẽ kiểm tra cái AnTuTu Benchmark này liệu xem là nó có xứng đáng để chúng ta lựa chọn không. Cấu hình của nó bằng một chiếc Galaxy S9 nhưng liệu điểm AnTuTu Benchmark của nó đủ cao hay không? Cấu hình của nó khỏe như vậy và thời lượng pin như vậy, liệu máy nó có đủ độ bền hay không?
đến mấy năm rồi liệu còn chống nước đây hay không. Đó thì cái clip này là mình đã trả lời luôn cho các bạn, hiện tại mình đang ngâm chiếc máy này và sản xuất khá lâu rồi, tí mình sẽ rút ra và kiểm tra xem thời gian sản xuất của nó là bao nhiêu lâu và khả năng chống nước hiện tại của nó vẫn còn. Sony nó in luôn cái thời gian sản xuất ở trên máy đấy. Đó, bây giờ mình sẽ thử ở trên nắp khai sim thì chúng ta có thể nhìn thấy nha. Thế là Sony thường thường nó sẽ có một cái khai thông tin ở chỗ khai sim này. Đó, thì khi mua máy các bạn cũng nên xem cái này có chuẩn, có đúng của máy hay không. Ví dụ như ở đây này nó có toàn chữ Nhật này. Và cái quan trọng nhất là mình đang nói là cái này là nó có in ngày tháng sản xuất. Ví dụ ở đây nó là tuần thứ 42 của năm 2018. Tuần thứ 42 thì nó rơi vào tầm khoảng tháng 10 nhỉ. Tháng 9 tháng 10 đó, các bạn nhìn thấy không? Từ tháng 9 tháng 10 năm 2018 thì đến bây giờ nó tầm khoảng 3 năm rồi, gần 3 năm rồi mà hiện tại khả năng chống nước và tất cả cái tính năng của nó rất là hoàn hảo luôn. Và đây là sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan nhé. Đa phần là sản xuất tại Thái Lan luôn. Đó, các bạn nhìn nó Make in Thái Lan, ngày xưa Sony thì sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng mà cái thời gian về sau ấy là Sony người ta đặt nhà máy tại Thái Lan và những chiếc máy này đa phần là sản xuất tại Thái Lan luôn. Khi các bạn đi mua máy nha thì các bạn cũng nên lưu ý cái này này, cái này cũng mình cũng hướng dẫn các bạn chọn mua có chuẩn hay không. Ví dụ các bạn xem cái model là 801SO ở đây. Đó, còn những model khác là sẽ in theo tên model thì các bạn có thể xem cái thông tin ở trên máy là có chuẩn hay không nhá, là bằng cách là các bạn lại vào bên trong. Các bạn là vào cái phần mà mình vừa hướng dẫn các bạn ấn cái mã code ấy, hoặc các bạn vào phần ngay phần cài đặt này. Đó, các bạn tìm cái phần cài đặt các bạn vào là các bạn có thể tìm thấy là liệu có chuẩn tên model hay không nhá. Đấy nhá. Mình sẽ vào bên dưới cùng giới thiệu điện thoại này, các bạn có thể nhìn thấy không? 801SO nhá, thì đây là 801SO này là chuẩn những cái này. Đó, số email thì nó in ở đây. Thì các bạn kiểm tra tiếp xem nó có email hay không. Đó, đây này. Thông tin về email này, đó. 774 này. Đó ở đây chuẩn nha, các bạn nhìn thấy không? Đó, chuẩn số email này, chuẩn tên modem này. Thì nó mới là hàng chuẩn mà có đầy đủ thông tin ở đây. Còn nếu mà nó không có cái tem này thì là không chuẩn bởi vì tháo ra ấy rồi. Ok nhá. Thì khi chạy AnTuTu Benchmark xong các bạn có thể nhìn thấy điểm của nó này. Đó. Mình vẫn cứ để ở dưới nước nha. Thì tất nhiên là dưới nước là chúng ta sẽ không cảm ứng được rồi. Đó đúng không? Ở dưới nước thì chúng ta sẽ không thể cảm ứng được. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn sơ qua chúng ta sẽ có thể thấy là điểm AnTuTu Benchmark của nó là đạt đến 316.913. Đó, trong đó điểm CU cũng hơn 100.000, điểm GPU cũng là hơn 100.000. Và cái tốc độ truy xuất của RAM các thứ ấy thì nó là được 47.000 và nó hơn đánh bại 18% người dùng khác. Mà khi ta sử dụng phần mềm này, các bạn thấy không? Cái tốc độ xử lý của chiếc máy có hơn 3 triệu này nó quá là tuyệt vời luôn. Và với cấu hình này ấy, thì rõ ràng là nó có thể ngang bằng, san bằng với cả Galaxy S9 này hay là Xiaomi Mi 8 này. Đó, đúng không các bạn nhìn thấy nhá. Đây, mình xem lại này. Đó, với hơn 3 triệu rưỡi bây giờ cũng có thể là mua được một chiếc Mi 8. Nhưng mà không thể nào mà đẹp được như chiếc máy này. Bởi vì bên Nhật là gần như là người ta chưa sử dụng và bên mình có nhập đây. Đó, chân sạc vào nước này thoải mái nha. Chỉ cần thổi ra là chúng ta có thể sạc lại bình thường được. Đó, các bạn phải nhìn thấy nhá. Đó, với hơn 3 triệu nhúng nước thoải mái này. Không ảnh hưởng gì cả. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. Đây, mình sẵn sàng mình nhúng tất cả các dòng khác được luôn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Này. Thêm con này này. Bởi vì áp suất của nguyên bản mình sợ gì đâu. Đó, ôi chứ nó chán hết rồi. Đó. Đó thì cái máy này hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết như thế thôi nhá. Mình chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết như thế thôi. Tại vì là trong phân khúc 3 triệu thực sự là không có đối thủ nào có thể cạnh tranh được với những chiếc sản phẩm này. Thế nên là nếu mà các bạn muốn mua hàng cái sản phẩm này ấy, để về chơi game ấy, thì nó là lựa chọn tuyệt vời. Để mua hàng sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ cho bên mình theo số điện thoại là 02565526789 hoặc là 0888 8641 hoặc là trực tiếp vào website là mm.vn hoặc là các bạn có thể là comment trực tiếp vào video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đặt hàng cũng như là mình sẽ liên hệ với các bạn để các bạn đặt hàng và mình xếp ship COD toàn quốc cho các bạn. Khi nhận được hàng các bạn phải thanh toán nhá. Các bạn xem clip này thì hay thì các bạn chia sẻ clip này cho mọi người cùng share để biết những chiếc máy như này và cho mình một like để ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn sẽ xem clip, chào tạm biệt.